chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì để mà tiện theo dõi trong cái khóa này thì mọi người chú ý cho mình hai điều sau đây. Điều đầu tiên đó là nếu các bạn không biết link repo ở đâu thì hãy xem ở phần mô tả. Trong phần mô tả mình sẽ để một cái link repo. Ở trong tất cả các repo mình để ở trên GitHub thì mình sẽ để các cái nhánh theo dạng là tên của video. Điều thứ hai mọi người cần chú ý đấy là những bạn nào không biết về kiến thức thì các bạn có thể check out lại tất cả toàn bộ các danh sách phát mà mình đã từng chia sẻ. Ở trong khóa này thì mọi người có thể check out khóa Node.js, MongoDB cũng như là JavaScript nếu bạn nào muốn hiểu sâu về JavaScript. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với video chính thức của chúng ta nào. Rồi, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái khóa này của chúng ta nhá. Thì ở trong cái video trước của chúng ta thì chúng ta đã tạo cái phần get user, rồi replace user, rồi update user rồi đúng không? Thì trong video này của chúng ta tìm hiểu về cái quan hệ trong dữ liệu cơ sở không quan hệ. Đấy. Nghe rất là hay đúng không? Ok, bây giờ chúng ta tạo ra cái route trước đã nhá. Thì cái route thì bây giờ mình sẽ tạo ra các cái dex cho cái user nha. Thế nên mình sẽ phải thông qua cái user ID và tạo các cái dex đúng không? Tạo cái dex. Thì trong này mình sẽ làm đầu tiên là mình phương thức get thì mình sẽ lấy ra các cái user dex đúng nha. User dex. Rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có hàm để mà tạo ra, có route để chúng ta tạo ra user deck đúng nhá, user deck. Ok, giờ thế ra mình sẽ lấy hai cái hàm này ra để mình tạo ở bên kia nhá, đừng lưu vội, lưu là lỗi đấy được nhá. Đấy, dàn đẹp rồi, đừng lưu vội. Rồi ở bên này thì mình sẽ đóng mấy cái hàm này lại đi. Hàm nào xong rồi thì mình đóng lại nhá. Ok. Rồi, index đóng lại. Chúng ta có hàm là get user đúng không? Get user thì nó sẽ là ở đây. Viết theo alphabet để cho chúng ta dễ debug sau này đúng không nhỉ? Nên từ bây giờ sau này đỡ khổ. Ok. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có get user mà. Thế nên đây mình sẽ tạo ra một cái hàm ở đây này. Tiếp nữa chúng ta có một cái hàm nữa tên là new user đúng không? New user dex. Dex. New nữa là n đúng không? New user đây, đúng không nhá. Bằng async đúng không? Request next đúng không nhá. Rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta đã tạo xong cái khung của chúng ta ở trong video này rồi đúng không nhỉ? Có nghĩa là trong video này chúng ta sẽ làm hai cái hàm này thôi. Đấy nhỉ? Rồi, để xem nó báo lỗi gì đây. Undefined user deck. New user deck. Ok, đây mình sẽ export cái hàm new user đúng không? New user. New user. Mình chưa import hàm này. Rồi, Ctrl S lại. Đấy, ok, như vậy xong. Rồi thì để mà chúng ta thực hiện tiếp được hai cái hàm này ấy, thì đầu tiên là chúng ta ở trong cái model chúng ta phải tạo nốt cái model còn lại là của thằng deck nữa đúng nha. Deck.js đúng nha. Thì thằng deck này của chúng ta nó là một bộ các cái thẻ để mà một bộ chứa các cái thẻ để mà chúng ta học thì các cái thẻ về Flatcard ấy. Thì nếu bạn nào biết về việc mà hệ thống tiếng Anh của chúng ta học thông qua các cái thẻ Flatcard, mặt trước là ảnh này, còn mặt sau là text chẳng hạn, hoặc mặt trước là text mà sau là ảnh để mà chúng ta học được nha. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái deck thì chúng ta sẽ chứa các cái bộ thẻ đấy được nha. Đấy, còn tất nhiên chúng ta sẽ làm dần. Ở trong khóa nâng cao chúng ta mình sẽ làm hoàn thiện cái API này cho mọi người. Nhưng ở trong này thì mình chỉ dừng lại việc đấy, chúng ta tạo ra các cái bộ thẻ trước đã được nha. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra cái deck trước được nha. Cái deck trước thì công việc để mà nó tiết kiệm thời gian cho mọi người ấy, thì ở đây mình sẽ can sang này, mình có chân C sang cái model thằng user ấy, sau này mình cắt chân C và mình cắt chân V vào đây được nhỉ. Và chỗ này mình đã sửa nó thành deck deck trademark đúng không, deck
deck schema. Và đây mình sẽ thay đổi nó ở đây nha. Thay đổi nó ở đây và dùng dưới dạng cái tên là tên deck, đúng không? Nhỏ mình Ctrl C này. Ctrl V ở đây này và Ctrl V ở đây này. Tức là sử dụng dưới dạng là thằng deck, đúng không? Và tất nhiên là trong cái thằng này thì mình sẽ không sử dụng những cái này rồi. Đúng nhá. Đầu tiên đó là deck thì chúng ta cần một cái tên, đúng nhá. Và try sẽ bằng là string, đúng không? Try sẽ bằng là string. Rồi tiếp theo nữa của chúng ta đấy là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có deck này, mình có tiếp đấy là decryption này, decryption đấy, của cái bộ thẻ này sẽ là try string, đúng không? Đấy, rồi tiếp theo nữa chúng ta đấy là chúng ta có tổng cái số thẻ trong cái bộ thẻ này, đúng không? Thì nó dạng số, đúng không? Và mình sẽ default cho nó sẽ bằng là 0 đấy nha. Đấy, tức nghĩa là khi mà tạo mặc định ấy, thì cái bộ thẻ này sẽ là 0. Đấy là điều đương nhiên rồi, đúng nha. Và cái trường quan trọng nhất đấy là owner. Đấy, owner của chúng ta chính là cái người sở hữu cái bộ thẻ này, đúng nha. Và mình sẽ nối, mình sẽ join sang cái bảng đấy là bảng user của chúng ta, đúng nha. Chấm object id, được chưa? Và rep của chúng ta sẽ tới với thằng user nha. Mình cài chọn add lại, được chưa? Đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã xong việc tạo model cho thằng deck, được chưa nhỉ? Rồi, sau khi mà chúng ta tạo xong cái model cho cái thằng deck này rồi ấy, thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái công việc đấy là làm với hai cái hàm mà chúng ta vừa tạo ở đây, được nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ lấy cái hàm để mà chúng ta có thể get được trước đã nhá, được nhỉ? Đấy, thì để mà get ấy thì chúng ta làm một công việc đơn giản thôi. Để mà get ra được cái user thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy ra cái user. Lấy ra cái user, sau đó ấy, thì mình sẽ tìm những cái deck nào mà có cái user. Đấy, đúng không nhỉ? Đấy, các bạn phải hình dung như thế, được chưa? Đấy. Nhưng mà bình thường thì chúng ta sẽ nên làm hàm create trước và sau đấy thì chúng ta mới làm hàm get thì nó sẽ là hợp lý nhất, được nhỉ? Đấy, thì nó hợp logic nhất, bởi vì khi tạo thì chúng ta sẽ có dữ liệu và sau đấy chúng ta làm get thì chúng ta sẽ get được cái dữ liệu chúng ta vừa tạo, được chưa nhỉ? Đấy, rồi. Thế nào ở đây thì mình sẽ làm cái hàm create trước, được nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ làm hàm create trước để cho mọi người hình dung cho dễ, được chưa? Rồi, thì để mà làm cái hàm grid này. Thì đầu tiên để là mình sẽ viết nó trong hàm new the deck này, được nhá. Rồi, đầu tiên là mình sẽ lấy ra cái user ID mà mình lấy được từ trên cái round, đúng nhá. Thì để mà lấy đấy thì như ở video trước mình nói rồi, sử dụng video param, đúng không? Ok, sau khi chúng ta lấy được cái user ID rồi ấy, thì chúng ta sẽ đầu tiên ấy, là khi mà các bạn tạo một cái deck cho một cái user ấy, thì đầu tiên là các bạn phải lấy được cái user nào, sau đấy thì các bạn phải lấy được cái nội dung của cái thông tin của cái deck mà các bạn muốn tạo cho cái user đấy, đúng nhỉ? Thế nên bước thứ hai của chúng ta đấy, chúng ta sẽ tạo ra cái user, đúng không? Để mà tạo thì chúng ta đây mình comment nhá, create a một cái new deck, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ tạo ra một cái deck và đây thì mình sẽ con new deck và trong này thì chúng ta sẽ import cái deck vào, đúng nhá. Ok, sẽ là con xuống dòng đi, con deck và mình sẽ import cái model deck vào, đúng không? Ok, rồi và trong này sẽ là new deck, đúng không? Và mình lấy được từ body, được chưa nhỉ? Rồi, ok, sau khi mà chúng ta đã tạo xong một cái deck rồi ấy, thì công việc tiếp theo nữa của chúng ta đấy là chúng ta sẽ lấy thông tin của cái user mà chúng ta muốn tạo cái deck vào cho cái thằng user đấy, đúng không nhỉ? Nên đấy sẽ là get user, đúng không? Thì để mà get user của chúng ta thì chúng ta cũng đã làm rồi, đúng không? Sẽ là user, chúng ta sẽ dùng array chúng ta hứng và user.file by id, đúng không? Và chúng ta sẽ truyền cái user ID mà chúng ta vừa mới lấy được ở trên params, được nhá. Sau khi mà chúng ta đã lấy được cái user rồi ấy,
Đấy, thì công việc tiếp theo nữa ở chúng ta, đấy là chúng ta sẽ gắn cái thằng user đấy vào cho cái thằng deck đấy, đấy nhỉ. Đây, thì các bạn hình dung lại cái deck model của chúng ta, thì bạn sẽ thấy rằng ấy là chúng ta gửi lên thông tin ví dụ như là tên của cái deck đấy, mô tả của cái deck đấy, đúng nhỉ. Nhưng mà chúng ta thiếu mất một cái trường, đấy trường aln, tức nghĩa là cái thằng user nào sở hữu cái deck này, đúng nhỉ. Thì công việc chúng ta giờ là chúng ta sẽ thêm nó vào, đúng không? Đấy, thế nên ở đây chúng ta sẽ assign, đúng không? Assign cái user giống như là một cái giống như là một cái deck, đúng không? Sở hữu cái deck đấy, đúng không nhỉ? Rồi. Thì ở trong cái new deck của chúng ta ấy, mình sẽ thêm một cái trường nữa, đấy trường aln, đúng không nhỉ? Rồi, và ở đây trong MongoDB ấy, hay là kể trong Mongo, cái driver của cái việc kết nối với MongoDB ấy, thì bạn nhớ ấy, là khi các bạn sau cái quá trình và các bạn thêm new deck này thì cái object của các bạn đã trở thành cái object của MongoDB rồi, thế nên là cái việc mà các bạn tạo thêm một trường mới này nó bắt buộc phải là một trong các cái trường ở đây mà mình đã khai báo ở đây, được nhỉ. Đấy, thế nên ở đây kể cả các bạn có tạo một cái trường khác chăng nữa ấy, thì nó cũng không có tác dụng gì, được nhỉ. Đấy nhá, các bạn chú ý cho mình như này, chú ý cho mình cái việc đấy. Rồi, thì aln user này chính là bằng với cái user này của chúng ta, đúng không? Ok, sau khi mà mình đã xong rồi ấy, thì mình sẽ tạo ra cái, mình sẽ tạo ra cái deck đấy, đúng không, bằng cách là away new deck.shape, đúng không? Rồi, nhưng mà sau khi chúng ta lưu xong thì công việc của chúng ta đã xong chưa? Các bạn quay trở lại với thằng user nhá. Các bạn sẽ thấy là trong user chúng ta có một cái mảng chứa cái deck, được nhỉ? Rồi, ok, thế vậy công việc chúng ta giờ là chúng ta sẽ lấy cái deck mà chúng ta vừa mới lưu đấy, chúng ta put nó vào trong cái mảng này, được nhỉ? Rồi, nữa là rồi, công việc chúng ta giờ đấy là add thêm cái deck tới cái user, đúng không? User deck, được nhỉ? Array. Đấy. Array này nó có tên là deck số nhiều, đúng không? Ok. Thì để mà làm công việc đấy thì chúng ta sẽ có user chấm, đúng không? User chấm gì? Chấm đến cái mảng mà chúng ta muốn push, đúng không? Chính là thằng deck. Và chúng ta push, chúng ta sử dụng hàm push, được nhỉ? Và chúng ta push cái gì? Chúng ta push cái thằng deck mà chúng ta vừa mới tạo ra, chính là new deck, được nhỉ? Ok. Và sau khi chúng ta đã có được cái này rồi, chúng ta nhớ nhá, các bạn push xong thì các bạn save nó lại, save cái thằng user lại, được nhá, sẽ bằng là away user.save, được nhá. Đấy, và công việc cuối cùng của chúng ta đấy là mình sẽ return status, đúng không, status 201, và mình sẽ trả ra JSON chính là cái deck, đúng không, chính là new deck, được nhá. Ok. Đấy, rồi, thì giờ tóm tắt lại, các bạn hiểu thôi, bởi vì mình comment từng dòng một mà. Một là tạo ra cái deck mà chúng ta gửi lên này. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ lấy ra cái thông tin, đúng không? Cái thông tin user, cái người mà sở hữu cái deck đấy. Cái thứ ba là chúng ta sẽ assign cái người để sở hữu đấy vào trong cái deck mà chúng ta chuẩn bị tạo này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lưu trong DB để tạo. Sau khi mà chúng ta đã có cái deck mới đấy rồi ấy, thì ở bên cái model user nó còn thiếu cái deck mà chúng ta vừa mới tạo, nên là chúng ta phải vào trong cái deck của cái user đấy và chúng ta put cái deck chúng ta vừa tạo. Sau khi xong ấy, chúng ta phải nhớ là phải lưu lại cái user đấy, bởi vì là chúng ta vừa mới put một cái giá trị mới vào thì Mongo không thể nào biết được khi mà chúng ta không lưu cho nó, được nhỉ. Rồi, sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ trả ra cái deck mà chúng ta vừa mới tạo ở trên, được nhỉ. Ok, logic là như thế. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Ở đây của chúng ta thì mình rào chúng ta là gì? Mình đã quên mất cái rào đấy. Sẽ là user ID deck, đúng không? Rất là đơn giản, ở đây mình sẽ trong cái hàm update này mình sẽ duplicate ra một cái thằng. Và trong cái này mình sẽ sửa nó lại cho thành là create, đúng không? Create user deck, đúng không? Và đây sẽ là phương thức post trong body này của chúng ta ấy. Rồi, chỗ này các bạn nhớ là phải thêm cho mình cái route đấy là deck nhá. Deck, đúng không? Kiểm tra trong route deck, đúng không nhá? Ok. Và trong cái phần này của chúng ta đây, các bạn muốn làm format thì đây, ấn vào beauty file.
sau đó sửa lại cái phần này. Thì do là chúng ta, như chúng ta đã nói thì cái thằng deck này chúng ta nó chỉ có name này và direction là chúng ta phải nhập thôi đúng không? Nên ví dụ như bộ thẻ học tiếng learning Vietnamese đúng không? Và decoration đúng không? Sẽ là in 3 months đúng nha. Ok, đấy. Bây giờ mình cần chọn add lại đúng không? Sau đó mình xem thử. Rồi, bây giờ mình quay trở lại đây xem nó có báo lỗi gì không. Ok. Local hot post đúng không nha. Ở đây nó báo gì đây? Maximum contact size exceed đúng không nha. Ok. Thì đây các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ báo một cái lỗi đấy là 500. Rồi, 500 đấy các bạn sẽ thấy đây nó sẽ có báo một cái lỗi đen 500 này. Thì cái 500 này là sao? Maximum contact size exceed. Maximum nha. Tức nghĩa là chứng tỏ là có một cái gì đấy đang làm cho nó lớn, đúng nhỉ? Thì không sao cả nhá. Các bạn quay trở lại với làm user controller này cho mình. Các bạn sẽ thấy ở đây của chúng ta này. Các bạn push. Các bạn sẽ nhớ đây là các bạn push, được nhỉ? Thì các bạn push cái new car này, được nhỉ? Vào trong cái mảng thì các bạn sẽ gặp cái lỗi này. Bởi vì sao? Cái new deck này của chúng ta này, như mình đã nói vừa rồi rồi, đấy là cái new deck này sau khi nó thực hiện xong cái công việc đấy là new deck model ấy, thì cái object đấy nó đã trở thành một cái object của MongoDB. Và trong object đấy nó sẽ chứa thông tin chúng ta vừa mới tạo. Và cái thứ hai đấy là thêm các cái hàm để thực thi. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy các bạn để chấm được shape này đúng không? Rồi chấm được các cái hàm như file by ID các thứ. Đó. Đấy là lý do vì sao ấy mà khi các bạn put vào trong cái mảng này này và để lưu lại ấy, thì nó báo ấy, là bị call maximum. Bởi vì là cái stack của cái object nó quá lớn so với việc mà các bạn put nó vào nữa nha. Nên là nó sẽ bị timeout là chuyện rất là bình thường. Đấy chưa? Nên bình thường ấy thì mình sẽ không put cái new deck này mà mình sẽ là new deck gạch ID, mình sẽ chỉ put cái ID vào thôi được nha. Rồi mình cancel net lại. Rồi mình save để xem có phải thuộc cái lỗi đi không nhá. Rồi và sau đó mình send lại. Ok, các bạn thấy chưa? Như vậy là nó đã có rồi này, đúng không? Thì cái owner của chúng ta ấy, thì nó sẽ có đấy là deck. Rồi, owner của chúng ta đây, được nha. Các bạn sẽ thấy không? Ok. Thì cái này của chúng ta, owner của chúng ta đây, chính là cái đoạn này đây, được nha. Còn cái ID đây, đấy, total mặc định là không đây, name đây, được chưa? Đấy, ok. Như vậy là chúng ta đã tạo được thành công một cái new user deck, được nha. Thì các bạn chú ý cái đoạn này nhá, cái đoạn maximum constack nhá. Lại các bạn chú ý cho mình cái đoạn này, được nhá. Rồi. Thì bây giờ khi chúng ta tạo rồi thì chúng ta sẽ lấy ra thôi. Để mà lấy ra thì lại dễ quá nhỉ. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình sẽ quay lên cái hàm đấy là hàm get user deck, đúng không? Hàm get user deck. Thì cái hàm get user deck này của chúng ta thì chúng ta phải hình dung cách làm trước, đúng không? Một ấy, đấy là chúng ta sẽ lấy ra các cái deck mà cái user này sở hữu, đúng nhỉ? Ok, thế thì lại đơn giản quá, đúng không? Bởi vì sao? Các bạn hình dung ở trong cái user này chúng ta này, trong user này của chúng ta ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là nó đã có sẵn một cái deck, và cái deck này nó đã chứa tất cả các cái deck mà chúng ta vừa mới tạo rồi, đúng không? Thế công việc của chúng ta là chúng ta chỉ tìm ra cái chính cái user đấy và chúng ta trả ra cho người dùng cái mảng deck này của chúng ta mà thôi, được nhỉ? Thế vậy quay lại chúng ta đầu tiên là chúng ta lấy ra xem đấy là cái user nào, đúng không? User nào đang sở hữu cái đấy bằng cách là request.params, được nhỉ? Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lấy cái mình comment nhá cho mọi người hiểu. Const mình sẽ tạo ra một cái user bằng cách là mình sử dụng hàm user.fileByID và trong đó mình truyền cái thằng user ID vào, được nhỉ? Sau khi mình tìm xong ấy thì đây mình sẽ console cho mọi người trước đã, để mình muốn nói cho mọi người một cái khái niệm mới. Console user đúng không? User này. Và sau đó mình sẽ trả cái user ra. Được chưa? Rồi mình control S lại.
Rồi, bây giờ thì để mà lấy được cái đằng deck này thì công việc rất là đơn giản thôi. Mình lại duplicate tiếp đúng không? Rồi, mình ném lên trên đi. Get lúc nào mà trước post đi cho nó dễ. Mình đổi lại phương thức thành phương thức get. Trong body, do mình duplicate từ thằng post nên là nó có body. Thế nên ở đây các bạn chọn là none cho mình. Đấy. Rồi. Được chưa? Và đổi lại cái hàm này là hàm get. Get user deck chứ không phải là create nữa không nhỉ? Get user deck. Ok, enter. Sau đó mình lưu lại được nhá. Sau đó mình send. Rồi thì ở đây nó sẽ báo là không thể truy cập được user trước khi khởi tạo đúng không? Đây nó báo một cái lỗi. Ok, ở đây mình xem thử xem mình vào gì. Ở đây user. Thì các bạn nhớ đây là user viết hoa nhá. Đấy cái lỗi đấy. Rồi. Đấy, các bạn thấy được cái tác dụng của cái hàm xử lý lỗi chưa? Rất tốt đúng không? Rồi mình send lại này. À, đây nó báo đây. Đây, user đã tìm được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cần là cần cái mảng này cơ. Chứ không phải là cả cái user này đúng không nhỉ? Bởi vì hàm này của chúng ta lấy ra cái deck của cái user đi thôi đúng không? Thế nên ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ trả ra đấy là deck đúng không? Deck và đây sẽ là user deck đúng không? User deck. Rồi mình cần chọn add lại đúng không? Sau đó mình send lại. Và quay trở lại đây. Rồi ok, các bạn sẽ thấy đây nó trả ra một cái mảng đúng không? Nhưng mà ở đây nó lại có một cái rất là tiếc. Đấy là mình muốn biết được toàn bộ thông tin của cái thằng deck. Của cái mảng deck này cơ. Chứ không phải là chỉ là mỗi ID đúng không nha? Rồi thì ở đây các bạn sẽ sử dụng thêm một cái nữa. Nó có tên là populate. Thì cái hàm này nó giống với cái hàm join. Mình chỉ nói là giống thôi nha. Giống với nguyên tắc hàm join đấy là nó join sang cái bảng đấy là lấy toàn bộ các cái thông tin của cái trường đấy thông qua cái thằng ID. Được nha. Thì ở đây nó sẽ thông qua cái rep mà mình khai báo được nha. Ví dụ ở user mình có cái rep, các bạn nhìn đây này. Đấy, nó sẽ liên kết thông qua thằng object ID và nó sẽ đi tới thằng deck để nó lấy toàn bộ thông tin thằng deck được nha. Nên ở đây các bạn chú ý cái thằng deck này của mình ở trong video tạo model mình cũng đã nói rồi. Là các bạn trùng với cái tên model mà các bạn export ra để chị nhỉ. Đấy, rồi giờ mình quay trở lại. Mình quay trở lại thì cái đoạn này của mình thì user.dex ở đoạn này đây, mình sử dụng cái phương thức đó là populate được nha. Thì cái thằng populate thì cái populate này các bạn nhớ là không có d nhá. Bọn này gợi ý vớ vẩn quá. Rồi và sau đó thì các bạn sẽ điền cái trường mà các bạn đang muốn join vào trong cái bảng đấy nhá. Thì đây như mình đã nói đấy là mình tìm ở trong bảng user và mình muốn cái thông tin của cái thằng deck đúng không? Đấy, thì mình sẽ join thông qua trường đó, trường deck đúng nhá. Các bạn nhớ là populate này, cái tên này này nó là tên cái trường mà các bạn muốn join chứ không phải là cái bảng mà các bạn muốn join nhá. Ở đây các bạn quay trở lại này, cái trường mà các bạn muốn join là cái thằng deck chứ không phải là thằng deck này được chứ nhỉ? Đấy, các bạn hiểu nôm na cho mình là như thế nhá. Đấy, rồi. Rồi mình cần chọn add lại được nhá. Rồi giờ mình thử ra, send thử. Quay trở lại. Wow. Không hoạt động hả? Ở đây mình bảo là populate đúng không? Dex. Ok, populate. Mình có đang viết đúng cái từ populate không nhỉ? Sợ mình đã đang viết sai nữa thì thôi. Thì lại populate đúng không? Populate chấm dex đúng không? User chấm dex. Ok. Ở đây mình thử console mỗi thằng user đó thôi nhá. Xem chuyện gì xảy ra ở đây nhá. À, sao đây của mình đã có một cái mảng gì đây nhỉ? À ok. Không phải đâu mọi người. Không hiểu tại sao đây của mình có đến tận 2 user mọi người ạ. Không hiểu luôn. Ok, mình populate lại. Các chỗ nét lại. Rồi sau đấy thì mình sẽ send lại. Tự nhiên sinh ở đâu 2 cái await. Vậy. Ok, ở đây các bạn sẽ thấy chưa? Đấy, nó sẽ trả ra này. Ok. Như vậy thì ở đây mình đã populate thành công cái thông tin của thằng Dex rồi được. Nên công việc cuối cùng của mình đấy là mình sẽ trả ra red.start
status và mình trả ra 200. Và trong này sẽ là JSON và trong này sẽ là dex. Và mình sẽ lấy ra từ user.dex được nhá. Rồi. Mình ctrl+s lại và mình send lại để xem là nó trả ra cho mình như nào. Ok, dex. Và đây đây, trả ra đúng hai thằng mình vừa mới tạo đúng không? Ngon lành cành đào đúng không? Rồi. Và ở đây thì ở đây rồi. Ở cái hàm đó là hàm new JSON ấy, không biết mình đã trả ra là 201 không hay là mình trả là 200. Ok, trả ra 201 rồi đúng không? Rồi, như vậy ngon lành. Ok, như vậy là trong video này của mình thì mình đã chỉ mọi người thêm được cái cách đó là mọi người gọi là relationship cho các cái hai cái model với nhau đúng không nhỉ? Thực chất ấy, thì là cái thằng user thì là chứa cái tất cả các cái deck, còn cái thằng deck thì nó chứa cái assign của thằng user thôi, chứ để mà nói về quan hệ thì nó không đúng. Như mình đặt tên như thế thì các bạn nào mà đã từng học về MySQL thì các bạn có thể dễ hình dung hơn thôi đấy nhỉ. Rồi. Thì video này của mình sẽ chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Ở trong video sau của chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp cái Node.js API này nhá. Chắc chắn là đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu là nó thú vị dần rồi đấy, đúng không nhỉ? Rồi. Bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau.